Tiếp tục là chuỗi video về ôn từ chống liệt Trung học phổ thông quốc gia buổi số 3 nha các bạn nhé. Ở buổi này thì cô giáo sẽ tiếp tục chỉ ôn một số cái câu hỏi mà nó sẽ nâng cao hơn một chút thôi nha. Tiếp theo, ở câu đầu tiên, các bạn nhìn thấy đây chắc chắn nhìn ra một cái phần rất là quen thuộc đúng không ạ? Rút gọn mệnh đề quan hệ, đúng chưa ạ? Ok, ở phần này thì như thế nào các em nhỉ? Ở phần này thì các bạn sẽ xác định cho cô giáo đây là chủ ngữ, là chỉ người đúng không? I need it to study hard. Tôi cần học hành chăm chỉ. Thì cái người mà cần học hành chăm chỉ như thế này đây là chỉ người hay là chỉ vật? Là chỉ người đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ loại các đáp án nhé. To miss thì không phù hợp rồi. Being missed cũng càng không đúng. Thì chỉ còn be và see thôi. Lúc này mức độ nâng cao hơn một chút xíu. Thì là bị động hay là chủ động? Thì có nghĩa là bị bỏ lỡ nhiều bài học đúng không ạ? Hay là bỏ lỡ nhiều bài học? Thì ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? À, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều bài học rồi. Bởi vì cái việc bỏ lỡ là chúng ta có thể quyết định hay là không thể quyết định đấy ạ. À, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều bài học nên là tôi cần học hành chăm chỉ hơn, đúng nhá. Câu 1 là C nhá. Câu 2 tiếp tục cô giáo không nói về cái công thức của cái này nữa. Nếu như bạn nào xem các video phía trước của cô giáo thì chắc chắn nhìn ở đây là so sánh kép. Đáp án đúng sẽ là D luôn nhá. Ok. Câu số 3 thuộc loại một câu về từ vựng. Mặc dù nó là liên từ nhưng mà nó phải có một chút về từ vựng nữa. You cannot enter the room. Chúng ta không thể bước vào phòng đúng không ạ? Enter the room là bước vào phòng. Password là chúng ta sẽ không có gì, không có mật khẩu đúng không ạ? Thì là gì đây? Chúng ta không thể bước vào phòng nếu chúng ta không có mật khẩu. Thì ở đây từ nếu là if, nhưng mà unless là nếu không đúng không ạ? Mặc dù là unless sẽ cộng với chủ ngữ và cộng với động từ thì khẳng định. Thì chưa nghe? Ok, chúng ta sẽ chọn là B. Ở câu số 4 tiếp tục là một loại mệnh đề quan hệ rút gọn. Đây sẽ là gì đi ạ? À, trở thành giám đốc của tổng giám đốc của công ty này thì cô ấy đã dành rất là nhiều thời gian nói chuyện với từng nhân viên một, đúng không ạ? Thì cái việc trở thành ở đây thì đáp án đúng sẽ là gì? Các bạn lưu ý cho cô giáo nhé. Become ấy, verb 1 của nó là become, verb 2 sẽ là became, đúng không ạ? Nhưng mà khi sang verb 3 của nó sẽ là become tiếp theo. Nha, các em lưu ý nhé. Thì bạn đáp án đúng dễ nhầm lẫn là B và D. Thì đáp án đúng của chúng ta chỉ còn là D thôi, đúng chưa ạ? Ở câu số 5 thì các em tiếp tục áp dụng cho cô giáo, đó là cái dạng trật tự của tính từ đúng không ạ? Obstacle, đúng chưa? Thì cái từ ceramic ở đây là gốm, đúng không ạ? Gốm sứ, đúng chưa? Thì lúc này sẽ là gì đây ạ? À, material. Material mà đây là nguồn gốc. Chắc chắn đáp án đúng là đáp án nào đây ạ? À, đáp án này, đúng chưa? Ok. Câu số 6, nhớ nhá, in nó sẽ cộng với tháng, nhưng mà có cả ngày thì sẽ dùng on, đúng không ạ? On cộng với cả ngày cả tháng, được chưa ạ? Đáp án đúng sẽ là gì? À, ở đây cô giáo cho, cô giáo có cho nhầm không ạ? À, chắc chắn nhá, nhưng mà tuy nhiên này, tất cả các cái sự đóng góp cho cái cả à, có cái nghề quỹ thiện nguyện người nghèo ở Mù Cang Chải đây must be phải nhận được vào thời điểm, đúng không ạ? By, được chưa ạ? Các em lưu ý cho cô giáo nhé. Câu số 7. Tiếp theo là gì đi ạ? À, someone. Someone là chủ ngữ chỉ người, một ai đó. Nhưng mà cái từ đối với các cái chủ ngữ đại từ bất định á, chủ ngữ không rõ ràng thì chúng ta sẽ dùng đối với câu hỏi đuôi sẽ là đây. Và đây chắc chắn là thì hiện tại hoàn thành. Đúng không ạ? Hiện tại hoàn thành. Mà đây là khẳng định thì chúng ta sẽ dùng là gì? Phủ định. Được chưa ạ? Tiếp theo là câu số 8. Ở câu số 8 này sẽ là như thế nào? Nếu như mà bạn nào xem cái phần ôn từ chống liệt của cô giáo ở buổi số 1 thì chúng ta thấy từ rising star có nghĩa là các cái ngôi sao đang đi lên đúng không? Sẽ không nhận được bất kỳ các cái hợp đồng thương mại nào, à, sẽ không nhận được bất kỳ các tiền hoa hồng nào ngay khi mà hợp đồng được ký kết, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy này, mệnh đề này là mệnh đề tương lai. Mệnh đề tương lai như cô giáo đã giải thích rồi, thì mệnh đề tương lai nó chỉ đi với mệnh đề hiện tại hoàn thành hoặc là mệnh đề hiện tại đơn thôi. Thì C, B, C và D sẽ là những đáp án sai. Chúng ta sẽ loại đi và chúng ta sẽ là A đáp án đúng nhất. Để cho các em. Rồi, câu số 9 nhá. Tiếp theo này, got là quá khứ đúng không ạ? Được chưa? Thì mà why sẽ đi kèm với một mệnh đề là quá khứ tiếp diễn, đúng không ạ? Và vế còn lại sẽ là quá khứ đơn, được chưa? Thì ra mà đúng sẽ là gì? À là đi đúng không em? Ok. Tiếp theo cho cô giáo nhé. À, as soon as, như hôm trước cô giáo cũng đã giải thích rồi. Nếu như cái này là hiện tại thì cái này sẽ là tương lai đơn. Nhưng mà các em sẽ nhìn xem ở đây nhá. Ở đây là quá khứ đúng không ạ? Ngay khi mà tôi đóng cái cửa phía trước lại thì tôi thấy rằng cái hành động mà nếu như bạn nào đang không biết này, một số bạn sẽ không biết ở đây là hiện tại hay là quá khứ, thì các bạn nhìn thấy cái từ realize ở đây là quá khứ đơn đúng không ạ? Thì ở đây nhá, ngay khi mà chúng tôi đóng cái cửa phía trước nhà thì chúng tôi đã nhận thấy rằng, đã nhìn thấy rằng đúng không ạ?
là chúng tôi đã để quên chìa khóa ở trong nhà rồi. Thì cái hành động này là quá khứ, thì cái chắc chắn là cái hành động này quá khứ, bởi vì nó xảy ra song song đúng không ạ? Thì cái việc mà ngay khi cộng với quá khứ đơn, vế còn lại sẽ đi kèm với quá khứ hoàn thành là đã quên một cái gì đó rồi, đúng không ạ? Thì đáp án đúng sẽ là A nhé. Được chưa? Câu số 11, terrible cold, có nghĩa là bị cảm lạnh, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như đó là chủ ngữ chỉ người thì chúng ta sẽ dùng là cảm lạnh. Nhưng mà đối với vật thì như thế nào? Có nghĩa là cái nhà này nó đã bị giống cái kiểu là bị rột nát đúng không ạ? Bởi vì là gì? Central heating, đó là các cái ánh nắng hoặc là các cái vật nóng trực tiếp ở trung tâm nó đã bị chiếu cả ngày vào, đúng không? Head bin. Thì lúc này nhá, chúng ta nhìn ở đây là chủ ngữ này, ở đây là động từ, thì chắc chắn chúng ta sẽ loại A và B đi, đúng không ạ? Thì là gì? Đáp án đúng phù hợp nhất chỉ còn là C thôi, đúng chưa? Câu số 12 nhá. Câu số 12 này cô giáo chưa có dạy. By the time sẽ cộng với hiện tại đơn, chủ ngữ cộng với verb hiện tại đơn. Và vế còn lại là tương lai đơn hoặc là tương lai hoàn thành. Nhưng mà thường nha, các bạn biết khi nào xác định là tương lai đơn hoặc là tương lai hoàn thành không? Ngay khi cái phần mềm này đã đưa ra bán vào tháng tới thì cái công ty này sẽ có doanh thu là 2 triệu trên cái việc phát triển cái phần mềm này, đúng không ạ? Thì lúc này nhá, cái từ next month này là tương lai đơn, thì chắc chắn các bạn sẽ dùng tương lai hoàn thành, có nghĩa là đã chi ra, đúng không ạ? Đã chi ra 2 triệu đô, có nghĩa là đã chi rồi. Sau đó thì mới bắt đầu đưa ra sản phẩm ra thị trường vào tháng tiếp theo. Được chưa? Câu số 12 sẽ là B nhá. Câu số 13 tiếp tục là mệnh đề quan hệ rút gọn. Ở đây chúng ta sẽ loại A và B đi, đúng không ạ? Thì còn lại là gì? À, ngay khi kết thúc công việc của mình thì anh ấy mới đi ra ngoài, đi dạo. Được chưa? Thì cái việc kết thúc này không thể là bị động được, phải là chủ động. Là C. Được chưa các em? Tiếp theo nhé. Cái cuốn sách này, to be, giống như hôm trước cô giáo có dạy, sau to be là tính từ đúng không ạ? Mà cái đuôi if này này là tính từ informative, nó là rất là hữu ích, thông tin rất là hữu ích đúng không ạ? Câu số 15, chúng ta sẽ áp dụng với cái trường hợp đó là mạo từ như thế nào? Mạo từ nhé, đầu nó sẽ cộng với danh từ chỉ có duy nhất, đúng không ạ? Chỉ duy nhất, ví dụ như là the sun. Hay là chúng ta nhìn thấy này, tượng nữ hoàng tự do, đúng không ạ? Là một cái món quà giữa cái tình bạn giữa nước Mỹ và nước Pháp, đúng không ạ? Thì chắc chắn là duy nhất rồi, nữ hoàng tự do chỉ có một duy nhất thôi. Chúng ta sẽ chọn là the là ưu tiên này. À, chắc chắn là nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Và ngoài ra the nó sẽ cộng với cả là tên các quốc gia hoặc là châu lục. Quốc gia hoặc là châu lục nhé, các em nhé. Ok, thì đáp án đúng sẽ là gì? Là B đúng không ạ? Các bạn nào chọn giống cô giáo không? Câu số 16, câu này rất là dễ rồi. Câu này chắc chắn là bạn nào nhìn cũng biết là bị động, đúng không ạ? Passive. Next year là năm tới. Mà năm tới là tương lai đơn. Tương lai đơn, bị động của tương lai đơn là will be cộng với verb 3 hoặc là verb ed, đúng không ạ? Chắc chắn là gọi là B. Và câu cuối cùng, account for có nghĩa là chiếm nhé các em nhé. Các em nhìn thấy phần trăm này, hãy nhìn thấy percent, hãy khoanh vào account for cho cô giáo, đúng không ạ? Chiếm bao nhiêu phần trăm đó. Chúc các em học tốt nha. Các em nhớ follow và team video của cô giáo để học hỏi nhiều bài học thay ho tiếp theo nhé.